Chụp dính tôi là tính tiền nha. Sương mù không thấy gì luôn nè. Bây giờ chạy xuống dưới thuyền viên lấy cơm. Ở đây là ở bún, bữa nay cho bún. Bữa nay bún từ thiện. Trường cho xin không có coi chơi ở đây, coi làm chứ không có coi chơi. Coi chơi qua nó ngồi có ghế kìa. Cũng quê qua cho đi luôn. Bữa nay cho bún. Không có cho cơm. Ai lão gì dằn một cái chén gì anh kia. Anh kia dằn một cái. Để nước mắm đổ vô giả hết luôn anh Mộng. Cho mới mang đi nha anh Mộng. Dạ. Này bún mình đem một bánh mấy mấy hai phần rồi. Còn nhiều không lên ngay. Ở đây là ở Mộng Thúy. Bữa nay cho bún với bì chay nha bà con. Có sườn đó. Có sườn nữa hả? Đâu sườn đâu? Tôm sườn ở ngoài đó. Đó tôm sườn ở ngoài. Mẹ đó lấy tiền. anh chơi tôi quá không? Cái nào không nói thiệt chứ đâu nói nó chơi đâu. Tôi đang nói vụ từ thiện mà ông chơi. Cái đó cũng từ thiện nữa. Đưa trước rồi lấy tiền sau chứ có. Cái này là cho nè bà con. Cái này có ai chưa? Có rồi, ra tới kìa. Đưa thằng cái gì đi. Đi chú bón bập đi chú. Đây cơm tiện viên. Mở lấy cơm tiện viên ở đây 50 hộp. Cơm đi cho bà con ở trong sóc nè. Lấy cơm từ thiện ở quán cơm tiện viên à, này là đồ chai. Hay cho hủ qua không mà nít đâu ăn. Cơm cộng đồng này bà con. Bữa nay có cho bún nữa. 12 hộp bún, 50 hộp cơm. Sáng sớm bữa nay mưa. Ở đây là quán cháo sò Thủy Đen này, bữa nay nó đắt dữ. Tầm 10 lắm. Mấy xe này xe tới ăn cháo bò Thủy Đen không? Sáng sớm ổng mưa, bây giờ ổng tạnh được. Chút bây giờ bắt đầu mưa lại nữa. Ổng đang mưa phùn rồi. Không có lấy áo mưa theo nữa.
Bữa nay đi cho cơm ở trong Sóc Thun rồi len. Được 12 hộp bún bún bì chay. Còn lại là 50 hộp cơm xúc xích. Ở trước đó là mây đen đen thùi á. Không biết có bị mưa không đây. Phía bên núi dài là mây không à, còn núi cấm cũng mây nè, mà núi dài thì mây đó là mây mưa đó. Chút nữa mình chạy đường này là chạy vô trong đó đó. Cái núi bự á là núi đường ta lọt á, chạy giữa hai vô cái hẻm núi giữa hai cái núi núi cấm với núi dài. Bên tay phải là núi cấm, còn bên tay trái là núi dài. Ổng đang chuyển mưa dữ lắm rồi ở đây nè, không biết có bị mưa không. Đông dữ vậy, mấy đứa nhỏ nó đi tham quan. Đi đâu tụi con đi đâu? Cánh đồng thốt nốt ạ. Ở đây biết bao nhiêu cánh đồng thốt nốt? Cánh đồng đây từ gì đâu? Có hình không? Đây đi nghỉ lễ à? À. Đi lễ. Tụi con ở đâu tới vậy? Ở Bắc. Từ ngoài Bắc vô đây luôn. Có chỗ mà có nhiều cây thốt nốt lắm. Thì ở đây nó có nhiều chỗ. Chụp dính tôi là tính tiền nha. Đem rau vô cho cái xóm này nè, xóm ở trong lùm cây đó đó, là xóm Sóc Thun á. Hôm qua cho rau cho cha mẹ, bây giờ hôm nay thì cho cơm cho mấy đứa nhỏ. Ăn miếng này chụp té hả lươn. Ông bà anh lúc kể mà. Ông lùi tên nhây. Tại mà xấu lằn lằn. Chụp từ vô bài nè.